Hôm nay chúng ta sẽ học về hai hình bằng nhau. Hai hình bằng nhau có độ dài các cạnh tương ứng bằng nhau. Ta dùng ký hiệu để biểu thị hình bằng nhau như sau. Hai hình bằng nhau có độ lớn các góc tương ứng bằng nhau. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại và sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta so đáp án với nhau nhé. Cạnh ứng với cạnh BC là cạnh EF. Góc ứng với góc E là góc A. Các em có làm đúng cả hai câu không? Cuối cùng là phần ôn tập bài ngày hôm nay. Hai hình bằng nhau có độ dài các cạnh tương ứng bằng nhau. Dùng ký hiệu để biểu thị hình bằng nhau như sau. Hai hình bằng nhau có độ lớn các góc tương ứng bằng nhau. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.